Chào mừng các bạn đến với kênh 8 tin tức, kênh của chúng tôi luôn cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày và các sự kiện hot nhất trong tuần vừa qua, sự nghiệp và chuyện lạ trên thế giới đều có tại kênh 8 tin tức. Và hai bản tin tạng đại của chúng tôi có nội dung như xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi lại có nội dung mới nhất về các thanh niên máu liều nhiều hơn máu não. Cụ thể hôm nay nè, hai mẹ con đã bị xử phạt vì đứa con nằm chạy xe máy đăng lên Facebook để kiếm like, câu view chơi đó các bạn. B là người chưa thành niên, từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi nên không áp dụng hình thức phạt tiền. Và đội cảnh sát giao thông đã cảnh báo và nhắc nhở buộc B phải xóa các clip hình ảnh vi phạm trên Facebook. Ngày hôm nay 12 tháng 3, đội cảnh sát giao thông trật tự ở công an thành phố Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đối với bà T, xã Long Phước ở Bà Rịa vì giao xe máy cho con trai chưa đủ tuổi lưu thông trên quốc lộ và một số lỗi khác. Như báo chí đưa tin, ngày 8 tháng 3, đội cảnh sát giao thông công an thành phố Bà Rịa tiếp nhận thông tin về việc trên mạng xã hội Facebook có một tài khoản tên là Nguyễn Hoàng Phi đăng tải một đoạn clip ghi lại hình ảnh hai nam thanh niên ngồi trên xe mô tô đang lưu thông có hành vi nằm ngửa để hóng gió các bạn và điều khiển xe máy chạy lạng lách ở trên đường. Qua xác minh là đoạn đường này là đoạn đường Bạch Đằng ở thành phố Bà Rịa, đội cảnh sát giao thông đã tổ chức kiểm tra và xác minh thông tin. Theo đó, chiếc xe trong clip có biển kiểm soát 72D1-21897 nhãn hiệu Yamaha Exciter màu đỏ đen. Chủ xe đầu tiên đã bán cho bà T từ tháng 4 năm 2020. Hai thanh niên nằm ngủ mà ngửa mình ở điều khiển xe trong clip chính là B, gần 16 tuổi, con của bà T. Người ngồi sau là K, 15 tuổi, hai đứa không đứa nào đủ tuổi luôn các bạn. Còn chiếc xe các bạn thấy ngầu ghê á, lột bỏ hết trơn, trụi lũi, lúi có hai cái bánh xe thôi, cũng văng chơi à. Và đội cảnh sát giao thông công an Bà Rịa đã mời hai thiếu niên trên lên để uống nước trà và chứng tước sự chứng kiến và của người giám hộ. B thừa nhận khoảng 2 giờ sáng ngày 6 tháng 3 đã điều khiển xe máy chở K lưu thông trên đường Bạch Đằng theo hướng từ Nguyễn Tất Thành về phía Phạm Hùng. Khi đến đoạn đường trước cổng trung tâm hành chính, B đã có hành vi nằm ngửa trên xe để điều khiển lạng lách trên đường. Việc này được một người bạn của B chạy xe bên cạnh dùng điện thoại quay lại để úp lên cho nó ngầu. Nhưng không ngờ, cũng ngầu thiệt các bạn, cơ quan mời lên uống nước trà. Và đến 8 tháng 3 là ngày quốc tế phụ nữ, thì B này nào mới đăng tải lên trên mạng xã hội Facebook của mình để câu like. Cứ căn cứ vào nghị định 100/2014 và hành vi vi phạm của người có liên quan thì B đã có các lỗi: người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, hình phạt là cảnh cáo, nằm trên yên xe mà chạy lăng lách, tổng mức phạt 14 triệu đồng các bạn. Tuy nhiên căn cứ vào khoảng 3 điều 134 và điều 135 luật xử lý vi phạm hành chính thì B là người chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi nên không áp dụng hình thức phạt tiền. Các bạn thấy không? Có gì tôi đừng có quay lên Facebook người ta bắt chết đó các bạn, để dành để coi làm kỷ niệm thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.